Đây là những cái linh kiện cực kỳ hữu ích mà nhiều người chưa biết. Các bạn nhìn thấy nó giống như một căn chân chi to, nhưng tính năng chính của nó chính là bảo vệ các cái mạch điện hoặc là kích hoạt các cái quạt như thế này. Và hôm nay mình cùng các bạn sẽ tìm hiểu tính năng của các cái dòng này và khi mà các bạn xem xong chắc chắn là các bạn sẽ cần tới nó. Ở đây các bạn có thể thấy nó sẽ có hai loại, một cái loại ký hiệu là D D80 và một cái loại ký hiệu là H với cái loại ký hiệu h thì là cái loại thường mở các bạn nhá thường mở và cái loại ký hiệu d là loại thường đóng đây mình sẽ dùng cái đồng hồ này mình đo cho các bạn luôn cái loại d đây đây là cái loại d này là cái loại thường đóng này có nghĩa là khi mà chúng ta đo vào hai cái chân này thì là nó sẽ thông mạch với nhau cái chân ở giữa này là cái chân uh, áp vào các cái vật liệu mà nó phát sinh nhiệt để nó cảm biến nhiệt còn cái loại H này là cái loại thường mở này Thì khi mà chúng ta đo này thì nó sẽ không thông mạch này Và cái nguyên lý hoạt động của hai cái này là như thế nào Với cái loại thường mở như thế này là cái loại H như thế này Thì khi mà nhiệt độ nó đạt tới 50 độ C thì nó mới đóng Tức là nó mới thông hai cái chân này với nhau Còn đối với cái loại thường đóng là cái loại D như thế này thì nhiệt độ nó phải đạt 80 độ C thì nó mới mở ra và những cái dòng này nó sẽ có nhiều giải nhiệt độ khác nhau, ví dụ như là 50 độ C này hoặc là 60 độ C này, các bạn có thể là tùy mua theo cái ứng dụng của mình. Bây giờ mình sẽ ứng dụng đó là giả dụ như khi mà các bạn áp cái con linh kiện này vào một cái mạch công suất nào đấy và chúng ta sẽ kiểm tra nếu như cái mạch công suất đấy nó phát nhiệt quá, có nghĩa là nó quá tải nó nó sinh ra nhiệt nhiều ấy thì lập tức là nó sẽ kích hoạt cái quạt này nó chạy Đấy thì đấy là cái công dụng của con này Thì mình sẽ sử dụng cái con Đó là cái con thường mở Có nghĩa là khi mà nhiệt độ nó dưới 60 độ C Thì nó chưa kích hoạt quạt Mình sẽ đấu cái quạt này Nối tiếp Nối tiếp qua cái con cảm biến nhiệt này Và cái quạt này đang cấp 12V Nhưng các bạn nhìn thấy là quạt nó đang chưa chạy nhé Chưa chạy Bởi vì sao? Bởi vì nhiệt độ nó đang là dưới 60 độ C À, bây giờ mình sẽ dùng cái mỏ hàn mình sẽ ra nhiệt cho con này và các bạn sẽ để ý về cái quạt như thế này. Tới khi nào mà nhiệt độ nó đủ 60 độ C thì lập tức là đấy các bạn nhìn thấy chưa? Quạt đã chạy rồi nhá. Đấy, quạt đã chạy này. Và khi mà nhiệt độ đây là hiện tại là con này đang cảm biến là nhiệt độ là trên 60 độ C thì nó đóng và quạt chạy này. Và khi mà nhiệt độ nó sẽ giảm đi xuống dưới 60 độ C ấy thì là quạt nó sẽ ngắt. Đây mình sẽ dùng cái quạt này thổi nguội luôn con này. Đấy nó ngắt rồi đấy. Quạt đã ngắt rồi. Thì với cái con này các bạn sẽ điều khiển quạt và chúng ta sẽ tiết kiệm điện cho cái mạch điện của chúng ta. Khi mà nhiệt độ nó lên quá cao trên 60 độ C uh, thì nó mới bật quạt còn nếu mà dưới 60 độ C thì chúng ta chưa cần thiết bật quạt thì chúng ta chỉ cần sử dụng duy nhất một con này thôi uh, Nếu như mà ngày trước chưa có con này thì chúng ta cần phải một cái mạch điện có khi to bằng cái này để nó xử lý rồi cảm biến các thứ Còn bây giờ các bạn chỉ cần sử dụng nguyên một con này thôi nhất nhỏ như thế này thôi là chúng ta đã có thể điều khiển cái quạt của chúng ta rồi Bây giờ mình sẽ test tiếp với cái con mang mã hiệu đó là D Có nghĩa là con này là con khi mà nhiệt độ nó dưới 80 độ C Thì là nó sẽ thường đóng Đây mình đã nối tiếp với bóng đèn này Các bạn nhìn thấy này Cấp điện một cái là bóng đèn sáng luôn Đây các bạn nhìn thấy à, Với cái con như thế này Thì nó có thể cho dòng ra tối đa là khoảng 2A Đây là một cái bóng đèn xe máy với cái công suất cũng tương đối lớn Và mình sờ này Rất mát không hề có vấn đề gì cả và bây giờ mình giả dụ như là cái mạch điện của mình nó nóng quá, nó đạt tới 80 độ C thì các bạn xem xem nó có ngắt cái bóng đèn kia hay không nhé. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Nó ngắt rồi đấy. Cái cảm biến này nó cảm biến và nó nhiệt độ trên 80 độ C thì lập tức là nó sẽ ngắt bóng đèn. Có nghĩa là khi mà các bạn thay bóng đèn bằng cái mạch điện của chúng ta thì khi mà cái mạch điện của chúng ta nó hoạt động quá công suất, nó nóng quá thì lập tức là nó sẽ ngắt điện, nó bảo vệ mạch điện của chúng ta. Thì đây là hai cái dòng, hai cái dòng để nó bảo vệ mạch điện cũng như là kích hoạt quạt trong trường hợp mà khi mà nhiệt độ nó tăng cao. Các bạn thấy không? Nó nhỏ gọn như này thôi nhưng mà ứng dụng cực kỳ rộng lớn luôn. Các bạn sẽ chờ một chút cho cái con này nó nguội nó dưới 80 độ C thì xem nó có đóng lại điện cho cái bóng đèn hay kia hay không. Đấy, nó đóng lại rồi đấy, các bạn nhìn thấy không? Nguội là nó đóng lại luôn. Các bạn thấy không? Cực kỳ hữu ích đúng không ạ? Nếu như các bạn nào có nhu cầu mua mấy con này thì các bạn có thể đặt mua theo cái đường link mà mình để trong cái phần mô tả video các bạn nhé. Và những cái sản phẩm này thì là mình không bán nên là các bạn có nhu cầu mua thì các bạn cứ đặt mua theo cái link ở đấy thôi. Ok, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy video hay hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách like nhấn chuông đăng ký, like chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.